anh cả Thần. Sắp rồi nha, anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh là chuẩn bị khai trương nét tôi nha. Sắp rồi, tầm mới bữa nửa tháng nữa thôi. Dăm bên ba nửa tháng là khai trương nét nét. À, tiền tháng kiếm vài tỷ nhưng mà đỡ bệnh siêu lean hết rồi, còn để lại dành lại được gần chục tỷ mở cái nét. Sống qua ngày. Thì không mở nét giống nhau hả? Thật ra thì mình mở được thôi nhưng mà mình không thích cho nét, nếu mà với lại mình cũng phải nói chuyện này kia. Phải chừa lại mớ bệnh tật nữa. Thì, rồi áp ca rồi. Đồng cái bán mấy miếng đất tôi cũng... Rồi áp ca luôn đi, remote chân thì nó vô. Áp ca luôn đi bạn, đừng có vô. Mình mở nhà thi đấu Phú Thọ các bạn. À, mình mở cấu hình thì chắc là thấp nhất là 1060 i38001 1060. Ở bên kia cũng áp càng thằng rồi, xe đắt rồi. Bị máy tính cũng tính thua đó con. Nhưng mà bằng là được. Nó áp ca đâu phải mình đâu lo. Easy partner. Nhà thi đấu Phú Thọ mà bạn còn kêu xa nữa trời. Vậy tao đang trong game rồi mà. Nó vô mẹ rồi. Hai thằng nó vô luôn rồi. Vô alo ơi, tí xong rồi kêu. Mày sợ. Mày xong thì mày bật mute lên. Mày đang đánh này mute mà tưởng cái gì. Got any bright ideas? Dám nói em tao kìa. Always trouble. Rồi mất rồi, mất rồi. Cho ông này cái quạt luôn. Trăm máy bạn ơi, trăm máy với một cái phòng cà phê nữa. Sẽ có hai phòng sim coi i9. Cái máy sim chắc cũng tầm máy sim chắc tầm gần 200 một máy. i9 đua cạc 208 công ty. Là một cái máy 2K208 công ty với lại một cái coi i9 xịn nhất trên thị trường rồi đấy. Phòng public thôi là đã bao stream rồi. Giờ sao? Một tiếng thì mình dự tính là sẽ khoảng $10,000 một tiếng phòng book, $12,000 phòng VIP. Còn cái phòng mà để super VIP mà để thi đấu thì chắc 20. Giờ đâu cũng vậy hết. Tại vì thấp nhất của mình nó đã là i3 8001 với lại cả 1060 rồi. Ngồi thì chắc mình cho ngồi ghế sofa, cái gì? Thế mày mà vắng tiền cho người ta giùm tao đấy. Đóng tiền đưa phòng cái này giùm tao đấy. Kêu nó đóng đi, tao lo. Tiền nó còn chưa giùm tao mà.
Rồi tiền YouTube tháng này về trễ à? Làm đéo hết tiền. Thì khi đó livestream thì mình ở quán luôn. Nhiều khi mình livestream ở quán, các bạn muốn gặp mình thì ra quán gặp luôn. Cho nó dễ. What are you playing? Giá bao nhiêu một tiếng hả? Chắc mình tầm 7.000 tiếng hay gì đó. Nếu mà máy cồi còn máy chất lượng cao hơn thì 10.000 tiếng. Không có giá 7.000 đâu mày, giờ 7.000 lấy gì sống mày. 7.000 lấy gì sống chắc 10.000 tiếng. Chắc thấp nhất 10.000 tiếng rồi. Cháu Huỳnh thế mà lấy 7.000 lấy gì sống. Nhân viên thì mình chuẩn bị đầy đủ hết rồi, xong hết rồi. Bữa giờ mới stream đấy mà cha. Đi vòng vòng chiều mới đi nữa này, mới stream trễ đây. Đang chạy thử, đợi màn hình về đó. Màn hình full 144 hết chết nữa. 144 hạt nha. Quên. Cái mẹ nói hết chết quen à. Tất cả đều là màn hình 144 hết. Tham làm cái gì? Về không về? Ở Sài Gòn thì 10k là giá bình, giá gọi là giá bình thường rồi các bạn. Tùy vào bạn đầu tư bao nhiêu. Sao hụt được trời? Help me. À, có dịch vụ ăn uống hết các bạn. Gan thì vẫn thua là sao ta? Always trouble.
bạn cứ các bạn cứ lên gõ nhà thi đấu Phú Thọ là ra, nó nằm trên đường Lý Thường Kiệt đó. Tiếp mình có vẻ phiêu nhỉ? Ông nắm lên tam hợp không gì lên gì đây? Sao dây mà cứ thua hoài vậy dây? Cam cho rồi mà thua hoài dây. Cam dữ lắm rồi nó dây cái thua đường. Dây để tệ vậy. What are you playing at? Let's settle the score. Dầu quá à. Dầu thôi rồi lương. Xe là xì mi đa xôn nha mẹ ta. Cảm ơn ông Cảnh nha, cảm ơn Nguyễn Văn Bến.
lắp 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 lắp. Ê! Rồi ngàn vàng luôn thì phải. Neptune này. Đợi Neptune nó ra coi. Đợi lâu quá, mất thời gian. Bạn Nguyễn Đức Thạch, bạn cứ so sánh cái gì chứ, bạn so sánh là ở chỗ này với chỗ kia chi vậy bạn? Mà phải hiểu là mỗi chỗ mỗi khác, mặt bằng nó khác, dịch vụ nó khác, cái gì nó cũng khác thì giá nó cũng phải khác, không thể nào mà giống nhau được bạn hiểu không? Không thể nào mà giống nhau được. Không thể so sánh giá chỗ này với chỗ kia được. I got no time for games. Got any bright ideas? Bây giờ đừng có chữ tôi à, AD lên cái đấy là được á, chữ không lên cái đấy thì chết đấy.
ideas. À, mình đã có đúng không? Bạn không thể nào đem giá chỗ này so với giá chỗ kia được. Không thể nào mà so sánh cái kiểu đấy được. Cập kiến lắm. Để tới nhà mình được rồi kìa. Má, mình biết ngay nó bắn ung ti mà. Mình nghi nghi rồi, mình né rồi đó. Mình nghi nghi là mình né rồi đó. Tập trung để giết mình kìa. Ai con bắt đẹp quá, con bắt đẹp rồi. Ôi tí chết, ok. Được. Gần hùng. Team mình nó bắt mình là thua à? Căng nhỉ? Mình phải không dám lộ diện ra, mà cái team này không dám lộ diện ra, ai mở combat vậy? Cũng khó nhỉ? Team này khó win thật, mình đi lẻ nó hội đồng mình là mình cũng thua. Mình không lao lên, cũng nếu ai dám lao lên. Team mình móc cũng yếu. Khó năm cường, giờ chỉ có lát lên giết AD nữa thôi. Mà có một quỷ Zana cũng khó giết AD nữa chứ. Căng nhà, ăn luôn đi. I ain't got time to bleed. Gió nữa kìa. Ok, rồng gió các bạn ơi. Lucky.
Pasito. Lap 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 Pasito. Neverito. Asma mi moka. Let's settle the score. Quá dữ. Một pha quá dữ đến từ vị trí của trong TV. Ông Lee Sin mới có một đồn mà ông không thấy máu đâu luôn rồi. Máu me nó mất tiêu rồi, người không còn, mặt không còn miếng máu luôn. Đã bài, sắp quy rồi, lại tí thôi. Trời ơi, má trắng máu. 50 đồng. Rồi.